Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu tổ chức khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 30 năm học 2023-2024. Hội Khỏe Phù Đổng thị xã Tân Châu diễn ra từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 1, có khoảng 890 vận động viên là học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm điền kinh, bơi lội, đá cầu, cầu lông, cờ vua, đẩy gậy, võ cổ truyền và bóng bàn. Hội Khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao dành cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trong toàn thị xã tham gia, nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các môn đá cầu, đẩy gậy, võ cổ truyền với màn tranh tài sôi nổi, hào hứng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.